Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhá. Thì theo cái yêu cầu của anh em đó là các bạn muốn Kẹo làm một cái thử thách là chỉ sử dụng khẩu súng Descent Eagle để lấy top 1 trong chế độ đó là tử chiến nha mọi người. Thì đối với game 1 là mình còn không đủ tiền mua cái khẩu súng kia nữa, thế nên là mình sẽ xài tạm G18 nha anh em. Ok, với cái bộ trang phục Kung Fu Tech hay còn gọi là Lý Tiểu Long thì anh em không còn lạ lẫm gì nữa phải không nào? Let's go nào. Không biết là đây thì có ai không nhỉ mọi người ơi. Nói chung thì khi mà chơi chế độ 4v4 này thì các bạn sẽ cần theo sát đồng đội. Không thì anh em giống như kiểu là solo squad thì anh em dễ bị sơ mặt lắm. Vãi hả? Làm sao đấy hả em ơi? Uầy thằng này, lên bảng điểm số đi em ơi. Thế là xong knock 1 nè mọi người. Vâng, và bây giờ là tìm đồng đội của nó thôi anh em ơi. Có thằng nào là kill luôn nhỉ? Đây nè. Uầy, làm sao đấy hả em ơi? Cơ bản là súng lục hết đạn anh em ơi. Thế nên là bây giờ xem như nào là phải đấm tay thôi. Cái đậu xanh này làm sao? Đứng lại đi mày. Uầy, đồng đội phải gọi là quá nhanh tay luôn anh em. Thì đối với vòng 2 này chúng ta sẽ có tiền để mua được khẩu Descent Eagle. Ok, xài cái cây súng lục này thì nó có một cái lượng sát thương cực kỳ là mạnh luôn anh em ơi. Với tầm bắn xa khá là tốt thì đây, hiện tại thì khẩu súng Descent Eagle chỉ xuất hiện trong chế độ đó là 4v4 thôi nha mọi người. So ok, sẵn sàng chiến đấu và chúng ta let's go thôi nào. Giờ là xem thằng nào lào nháo là cho chúng nó xanh mộ luôn anh em nhở. Ten ten chắc là để Kẹo qua đây thôi. Hello hello, mấy thanh niên qua đây solo với Kẹo này. Qua đây à, ba đứa luôn, vãi hàng. Ba đứa luôn thì hơi vãi hàng nhá. Thằng thứ hai này nằm xuống rồi. Thằng nữa à, úi rồi, làm sao, chạy đâu. Ok luôn. Tiếp tục thêm một thằng nữa nằm xuống này. Thế là bây giờ là đội với bạn chỉ còn lại một đứa thôi anh em ơi. Xem nó ở đâu là qua vả nó luôn nhờ, sao phải ngại nhờ. Xong chơi anh em. Đâu, vẫn đang còn một đứa nữa mà. Để Kẹo hóng quá nào. Ô, xong rồi à? Đồng đội nhanh tay quá anh em ơi. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sục sĩ kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Thì trong cái dịp Tết này nếu như mà các bạn vào shop sikẹo.vn, các bạn mua app, các bạn mở phong bao lì xì hay là vòng quay đều nhận được rất là nhiều những cái ưu đãi nha mọi người. Và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ giới thiệu với anh em hai mục cực kỳ là hot trên shop app của Sĩ Kẹo. Dễ chơi, dễ trúng thưởng thì đó là mở bao lì xì Tết với lại thì là vòng quay kim cương nha mọi người. Đối với vòng quay kim cương thì các bạn sẽ mất 50k một lượt, các bạn sẽ có cơ hội trúng rất là nhiều kim cương này. Và chúng ta hãy cùng thử vận may nào mọi người nào. Uầy, 50.000 nhận ngay 1.283 kim cương, khá là ngon các bạn ơi. Và tiếp tục quẩy xem là nó như nào này. 678 kim cương, vẫn lời luôn mà anh em, lo gì phải không nào. Tiếp tục chiến nào. Yes, 85 kim cương. Pha này hơi toạch rồi anh em ơi, hơi toạch. Lại nào. Uầy, nổ hũ 2.186 kim cương. Wow, ngon vãi anh em ơi. Rồi nha, phải nói là rất là ngon luôn nha mọi người ơi. Chỉ với 50.000 đồng các bạn có cơ hội trúng rất là nhiều kim cương. Và một mục cực kỳ hot nữa đó là mở bao lì xì Tết nè. Và đây mọi người có thể thấy là rất là nhiều những cái phong bao lì xì ở đây. Và các bạn sẽ chọn vào úp thẻ nha mọi người. Và chúng ta hãy cùng chơi nào. Anh em lựa chọn một cái bao lì xì. Uầy, chúng ta có 5.000 kim cương. Yes, về vãi anh em ơi. 50.000 nhận được 5.000 kim cương phải nói là rất là lời phải không nào anh em ơi. Nữa này, lựa chọn một cái bao lì xì bất kỳ này. Rồi nha anh em. Wow, và chúng ta trúng có 1.000 kim cương thôi. Nhưng mà không sao, vẫn lãi anh em ơi, vẫn tiếp tục chơi này. Rồi nha mọi người, tiếp tục lật hình nhá. Đây. Uầy, cái gì đây? Uầy, 9.999 kim cương. Wow, phê vãi các bạn ơi. Yes. Thế này thì anh em còn chần chừ gì nữa mà không vào chơi nhở anh em nhở. Uầy, lật thêm cái nữa nào. Đang may. Uầy, phần này tạch rồi. Chúng có 330 kim cương thôi anh em ơi. Lỗ vốn. Rồi nha mọi người, sau khi mà mọi người đã trúng kim cương thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình đó là cái mục rút kim cương này. Ok luôn. Sau đấy thì các bạn sẽ lựa chọn cái gói kim cương muốn rút. Mình sẽ lựa chọn 950 kim cương đi. Và các bạn nhập cái ID trong game của các bạn vào. Đây của mình là 17728101. Anh em kết bạn với Kẹo và chúng ta sẽ cùng chơi Free Fire trong dịp Tết này nhá. Số nhá. Rút thôi anh em, hôm nay mình sẽ rút tầm khoảng là 10.000 kim cương luôn. Anh em cứ nhấn rút liên tục luôn anh em. Rồi nhá mọi người. Wow.
cái số kim cương còn lại trong tài khoản thì mình sẽ dành tặng cho mọi người nha. Vì thế nên là các bạn hãy comment ID game vào ngay bên dưới video nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều nè. Yo anh em, và lại là mình đây, xin chào đây anh em. Thì chúng ta đến với vòng 3/7 của một cái game 4v4 nha anh em. Hóng thế nào. Vâng, hiện tại thì kẹo đang sở hữu cây súng đó là Descent Eagle. Và vẫn tiếp tục theo cái thử thách của anh em thôi. Chỉ sử dụng cây súng Descent Eagle để lấy top 1 trong chế độ 4v4. Mình thấy là nó tương đối đơn giản mà mọi người. Nhưng mà công nhận là cầm lục bắn nó khá là highlight. Và cái cây súng Descent Eagle thì các bạn có thể gọi là lục bạc nha mọi người. Ok, nó một đứa. Anh em thấy kiểu nhẹ nhàng không? Làm sao này? Ui, nhiều khi là bắn nó hơi lệch xíu, anh em thông cảm nhá. Bởi vì là anh em vừa bắn vừa di chuyển mà. Mà làm sao? Ui dồi, thanh niên đáng lòng chơi em. Và thêm một thằng nữa này. Ok luôn, nhảy lên trên và nốt thằng cuối này. Thôi xong, lần này là chú tới số với anh rồi nhá. Ui dồi ôi, Paloma này làm sao hả em ơi. Ui, chẳng hiểu sao là kẹo bắn ngáo ngáo ngơ ngơ anh em ạ. Và mình thấy là cái khẩu súng Descent Eagle này bắn trong 4v4 rất đã luôn. Thế anh em đã chơi cây súng này chưa nhở? Thì các bạn có thể là vào game và trải nghiệm nhá. Phải nói là rất là đã luôn anh em ơi. Cái sát thương của nó thì không thể ngon như shotgun M1873 được. Nhưng mà chỉ ít thì tầm xa của nó bắn khá là tốt anh em ơi. Và sát thương lên cả địch không giáp thì cũng khủng bố đấy. Tức là trung bình tầm khoảng là 3 viên lục bạc là kẻ địch lên bảng điểm số. Hoặc nếu như mà anh em bắn vào đầu hình như là cái kiểu này là chỉ cần 1 viên thôi. Kẹo thì kẹo chưa có test được, bởi vì là trình độ có giới hạn thì anh em thông cảm nhé. Và nếu như các bạn thấy video của kẹo hay thì các bạn đừng tiếc một lần like, các bạn chia sẻ cho video nha anh em. Và anh em hãy đăng ký kênh để nhận thông báo khi mà kẹo đăng video sớm nhất nha mọi người. À quên, anh em phải nhấn chuông ở đấy. Ui, làm sao? Solo với thằng này hơi khoai anh em ơi. Nó là nó cầm cây shotgun gần nên là nó phải né mình cơ. Mình cứ nhảy ra xa là mình vã nó thôi anh em. Ui, làm sao? Làm sao? Vả nó luôn chứ nhờ anh em nhờ. Vâng ok, nằm xuống quần máu xương xương thôi. Thật ra thì kẹo ngứa tay này là kẹo thích nằm xuống quần máu thôi. Bình thường thì mình chỉ ngồi thôi anh em ơi. Ơ có người này. Ơ vãi hà này. Sao đây? Sao đây? Uầy, một đấm này. Bọn này nó AFK anh em ơi. Thêm nữa này, double kill. Khá là ngon lành. Anh em ơi, boya. Hay quá cơ nhở. Thì đứng đây một con xương xương cái nè. Thế hình là game ngày hôm nay dễ quá anh em ơi. Thế nên là làm thêm một game nữa thử thách bản thân nhở. Thì tất nhiên là trong cái game này là trận 1 đi anh em. Thì kẹo sẽ dùng cây súng lục G18 nhá. Đã đủ tiền mua khẩu lục Descent Eagle đâu. Nên là từ trận 2 thì mình sẽ xài cây súng Descent Eagle nha mọi người. Vâng ok, ten ten và let's go thôi nào. Thì hôm nay là Lý Tiểu Long là không cầm côn mà Lý Tiểu Long lại cầm súng lục đấy. Cầm ngay cây khẩu lục bạc thế này thì bắn thanh niên nào mà chả gục nhở. Nói thật thì mình cầm lục chơi game mình khá là tự tin anh em. Đơn giản thì mình cũng đã thực hiện những cái thử thách như kiểu là chỉ dùng G18 này. Rồi là chỉ đấm tay này, chỉ dùng lựu đạn để chơi trong 4v4 thì nó khá là đơn giản anh em. Ơ, vãi lúa này, mày làm sao? Mình có tay đấy hả mày? Rồi xong luôn đốc hai đứa này, làm sao thằng này nữa hả? Uầy, làm sao đấy em ơi? Anh lại cho chú gục luôn bây giờ. Ấy, láo nháo với anh à? Ok luôn mọi người. Vậy là tầm này là chỉ còn lại thằng cuối thôi anh em ơi. Uầy nào, thằng cuối đấy rồi. Úi rồi, yes, quite a kill. Wow. Ấy, anh em ơi, phải nói là đạt được quite a kill trong chế độ 4v4 nó là một cái điều gì đấy mình thấy rất là perfect anh em ạ. Kiểu nó, wow, quite a kill anh em ạ. Khá là đã phải không nào? Vâng, và highlight hơn nữa khi mà anh em dùng cây lục bạc nhá. Thế nên là anh em ơi, vào 4v4 cầm lục bạc và chơi trong Tết này thì thật sự là vô cùng tuyệt vời. Và anh em có thắc mắc là ơ Tết này thì anh nghỉ mấy đứa. Anh nghỉ không chạy xe, qua Tết thì lại chạy xe ôm trở lại. Và sĩ kẹo thì vẫn là anh xe ôm thôi mọi người. Các bạn có thể gọi mình là chú xe ôm cũng được. Rồi nhá. À đủ. Uầy, cái gì đấy? Ăn mặc lại sexy thế này. Úi dồi ôi, thế là nằm luôn em ạ. Ăn mặc sexy cái kiểu này là nằm luôn nhá. Thằng kia thì nó thấy mình rồi anh em ơi. Bây giờ là chạy qua ăn nó thì hơi căng. Thế nên là đứng tặng trong này một quần máu. Thì nó là một cái
cái phương án sống sót anh em ơi. Nào, làm sao? Đấy, nhân lúc nó không để ý này. Làm sao này? Viện nữa này. Chiến thắng. Vòng 2 trên 7, đơn giản anh em. Vòng 3 anh em ơi, tất nhiên là vẫn là khẩu lục Di Senego thôi. Nên là mình sẽ mua thêm một cái lục nữa. Vâng, và chúng ta có 157 viên đạn súng lục thì tha hồ thoải mái để chơi thôi anh em nhờ. Rồi nha mọi người. Vâng, và 3, 2, 1, chúng ta lên đường thôi anh em. Thì vòng 3 này chúng ta sẽ phải chiến đấu ở khu dân cư. Khu dân cư nó là một cái nơi mà mình nhảy dù khá là nhiều, nên là mình cũng rất là tự tin về cái địa hình khu vực này. Đặc biệt là trong 4v4 thì cứ thoải mái thôi. Nào. Ui, thế là nằm xuống luôn. Thanh niên ạ, xong luôn, first blue skill đầu tiên anh em ạ. Ui nữa hả, lại gặp cô em sexy này. Thế thì lại nằm xuống thôi. Ơ vãi hà, phía sau mình có một đứa cầm cái cây lục shotgun M1813 hay sao anh em ơi. Bắn mạnh ghê ta. Thề luôn. Kẹo tầm này là kẹo hơi xoắn quẩy nha anh em. Gắt phết đừng đùa. Xuống nhau mọi người. Như vậy là đối với vòng 3 này team địch chỉ còn lại một đứa thôi. Sẽ đi tìm xem mẹ ở đâu. Mày tính trốn anh kẹo à? Trốn làm sao được hả em ơi? Nào, để anh coi xem là nó ở đâu mấy đứa ơi. Nắn đi. Không thấy à? Ô các bạn ơi, có một thằng thôi mà trốn giỏi nhờ. Mình lượn khắp cả cái nhà thì chẳng thấy đâu. Ơ cái kiểu này là kiểu như nào đây? À thằng bé ngay phía sau này. Cắn trộm team anh à? Hay lắm. Ok thôi, hóng coi nó đâu anh em ơi. Ơ vãi hàng nhở. Không thể nói các bạn ơi, rõ ràng là ký hiệu thì nằm ngay ở đây thôi. Ơ vãi đồng đội lại nóc kìa. À thấy rồi, thấy rồi, anh đợi chú mãi giờ mới thấy này. Làm sao em ơi, solo. Ui rồi ôi, ui sợ thế nhở. Làm sao đây hả mây, viên nữa này. Rồi ok, đồng đội móc lốc quá hay luôn đấy. Người ta gọi là kết hợp hoàn hảo anh em ạ. Rồi nha mọi người, và game cuối đây. Nếu như mà trận này team mình win luôn thì sẽ giành Boya trong game Free Fire anh em ạ. Trong chế độ 4v4 này. Rồi nha, cố lên anh em ơi. Game cuối thôi anh em ơi, chứ không dây dưa làm gì cả. Vâng mọi người. Và rồi, let's go. Sẵn sàng trên tay cầm cái lục Di Senego thì mình vẫn khá là tự tin anh em ơi. Lý Tiểu Long mà cầm lục thì bọn này nó tắt điện hết anh em ạ. Không thể nào sáng luôn này. Rồi đây, cô em xinh tươi chạy đâu hả? Lại là cô em ăn mặc sexy này. Thế này thì làm sao em ơi? Đứng lại, đấy anh bảo mà. Đứng lại thì không đứng lại cơ. Úi dồi ôi, trổng phao câu vào mặt anh thế này. Thế là xong. Ngon lành luôn anh em. Một kill nhở. Khá là dễ thôi. Vậy là đội bạn còn hai thằng nữa đây. Chắc là chúng nó cũng chỉ quanh quẩn đây thôi anh em. Xem là chúng nó hớ hình ở đâu là kẹo nhảy vào kẹo ăn nó luôn này. Anh em ơi, lại trốn đâu rồi? Úi dồi ôi, cả ông trốn đâu rồi nhở? À đây à? Ui đã nốc rồi cơ. Đồng đội nhanh tay quá anh em ạ. Vậy là còn lại mỗi một thằng à? Wow, chỉ còn lại một thằng cuối thôi anh em ơi. À, anh em lục nó cho tôi nhá, xem thằng bé đâu là vả luôn nhá. Đấy giết luôn anh em ạ. Không cho nó sống sót làm gì cả. Lỡ đâu nó lật kèo thì sao anh em nhờ. Nên là thôi, hình như là thằng bé trên này à. Ui đúng luôn, vãi hàng shotgun M1014 luôn. Yes, tuy anh yếu nhưng mà đồng đội anh đông. Ngon lành mọi người ơi, Boya trong mùng 3 Tết này. Vâng, tự chiến 4v4 cầm súng lục Di Senego đơn giản thôi mà. Và bây giờ thì bye bye anh em.